Từ xa xưa, con người đã biết dùng tinh dầu để gìn giữ sức khỏe và sắc đẹp, và coi nó như một phương thuốc thần kỳ để giữ mãi nét xuân sắc cho chị em phụ nữ. Ngày nay, khi phải đối diện với rất nhiều căng thẳng, áp lực từ công việc, con người sinh ra các căn bệnh tinh thần, uống thuốc không thể hết được. Do đó, liệu pháp hương thơm từ tinh dầu chính là phương pháp hiệu quả để chữa lành. Hương thơm từ tinh dầu không chỉ đơn thuần đóng vai trò là một phương pháp khử mùi, mà đây còn là mùi hương tác động vào khứu giác, thần kinh và cảm xúc tùy theo đặc trưng của từng loại cây, loại hoa. Nó có các tác động về sinh hóa giúp cảm xúc cân bằng, tinh thần thư giãn và tâm trạng ổn định. Thưa quý khán giả, cuộc sống mà đôi khi chúng ta cảm thấy bất lực và như bị mắc kẹt trong một cái hộp, chán chường, mệt mỏi. Nhiều người muốn phá vỡ cái hộp đó để tận hưởng cuộc sống thật sự thoải mái. Nhiều người đã từng tìm đến hương thơm trong tinh dầu. Không biết là quý khán giả có tin nó như một ma lực vô cùng lớn, trong đó bao gồm khả năng thay đổi tâm trạng của con người. Thế nhưng, để có được một lọ tinh dầu thiên nhiên, nguyên chất thì chúng ta phải bỏ ra kha khá tiền và công sức, giống như là ví dụ sau đây. Hầu hết các loại tinh dầu đều trong, một số ít có màu vàng hoặc hổ phách và chi phí sản xuất tinh dầu khá cao. Ví dụ như để làm ra 1 lít tinh dầu bạc hà, cần trung bình khoảng 700 đến 800 kg lá bạc hà tươi. Một chai 10ml cần khoảng 7 đến 8kg lá bạc hà. Giá bán lẻ lá bạc hà tươi dao động khoảng 40 đến 48.000 đồng 1kg. Như vậy về lý thuyết, 10ml tinh dầu bạc hà sẽ giá trị khoảng 200 đến 280.000 đồng. Còn nếu thu mua lá bạc hà theo tấn, thì giá 10ml tinh dầu bạc hà sẽ giảm giá thành còn khoảng 100 đến 140.000 đồng. Vì nhu cầu sử dụng tinh dầu thiên nhiên trong cuộc sống hiện đại ngày càng cao, khiến thị trường tinh dầu hiện nay khá phức tạp về giá cả và chất lượng. Dạo quanh một vòng thị trường tinh dầu, chúng ta có thể thấy tình trạng khá hỗn loạn về mức giá và chất lượng khác nhau, từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn tùy đủ mẫu mã và nhãn mác. Thưa quý khán giả, hiện nay thị trường bán các sản phẩm này cũng vô cùng phong phú. Thế nhưng tinh dầu ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào thì chưa được xác định rõ. Tại nhiều cửa hàng, người bán luôn giới thiệu tinh dầu nguyên chất tự nhiên. Tuy nhiên, người mua khó kiểm chứng được điều này. Hãy cùng phóng viên của chương trình dạo quanh một vòng nơi bán đầy các loại tinh dầu, hương vị cũng có. Để tìm hiểu rõ hơn về loại tinh dầu có giá rẻ, ekip chương trình đang có mặt tại chợ Kim Biên. Với các thiết bị quay hình được giấu kín, chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Trong vai là người mua hàng, phóng viên đang tiếp cận và hỏi thăm nơi bán tinh dầu tại chợ Kim Biên. Nhưng mà bán cái này có chạy lần cuối chợ là cua quá chứ. Như này đó không? Chị chứ không phải ở đây chỗ là bán tinh dầu rồi chứ. Tinh dầu đóng chai sẵn em. À, đóng chai sẵn hả? À, chai nhỏ 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 để mình chẳng lớn chứ chai như đây nè. Ở đó hả? Một chai rồi bán coi. Biết á, tôi không có chai sẵn à? À, ở đây chị lấy rồi. Bán thôi, thôi cái đồ đi đã. Hỏi chú ấy là sao đây? Chú cho hỏi bán tinh dầu. Tinh dầu để mình trong cho nó có mùi á. Bao nhiêu chị? 50.000 chai. 50.000 chai này ạ. Tinh dầu chỉ cần mấy giọt thôi mà. Nha. Cái này là tinh dầu nguyên chất đúng không chị? Hay là chỉ cần mỏ vài giọt cái chất xén là được xong rồi. Chỉ là tinh dầu thiên nhiên đúng không? Đúng. Thùng nó là 50 chai. Ơ em xem thùng nào. Lốc á. À một bán à chỉ bán một lốc 50 chai là bao tiền? Bò lắm. Cái kia là đựng mấy chai này nè. Họ phải đựng 50 chai vô. À, một hộp to được 50 chai luôn. Ta để mấy chục chai này vô nè. Ngày mua chai thì lấy một chai gì cho nó dễ cầm. Chị, nếu mà chị biết cái chỗ nào bán mà kiểu mấy chai về nè mà nó có hộp sẵn không? Không có hộp đâu, cái này người ta về nói chuyện lớn, người ta chiếc ra, ta tự tự mình ra như mình nhỏ. Hồi 5 lít, 10 lít thì nó tinh đó, bắt đầu nó chiếc những chai nhỏ nó bán. Chứ không có bán cái chai như vậy mà nó có cái hộp hả? Nó là dạng dầu thơm nó đã pha loãng rồi. Nó làm bao bì đây cho là, mình. Đây là tinh chất. Đây là cái tinh của mình thế này thôi. Với giá tiền như thế này thì chúng ta có thể hiểu được loại tinh dầu mà người bán này giới thiệu là loại gì. Liệu rằng nếu hít phải loại tinh dầu này trong thời gian dài thì sức khỏe của chúng ta sẽ ra sao? Tinh dầu ở cửa hàng này được đóng vào những chai nhỏ. Bên ngoài có ghi tên loại tinh dầu được đựng bên trong.
Theo lời người bán thì những loại tinh dầu này là tinh dầu nguyên chất. Nó có thực sự nguyên chất hay không thì ngoài việc đưa đi phân tích thì chỉ có người bán mới thực sự rõ. Với tình hình thị trường tinh dầu hỗn loạn như bây giờ, câu hỏi được đặt ra, liệu nếu không may sử dụng phải loại tinh dầu nhân tạo dưới nhãn mác tinh dầu thiên nhiên thì sức khỏe người tiêu dùng sẽ thế nào? Theo các nhà sản xuất, tinh dầu khác hoàn toàn so với các loại hương hóa học tổng hợp. Nếu như tinh dầu nguyên chất từ thiên nhiên được quảng cáo có nhiều công dụng như là trị cảm, giảm cân, thư giãn, thì các loại hương tổng hợp không có tác dụng trị liệu và đôi khi có thể tạo ra các ức chế thần kinh, gây đau đầu và mùi cũng không thơm lâu. Với sản phẩm có mùi hương trôi nổi trên thị trường, không được kiểm duyệt, thì người tiêu dùng không nên nhẹ dạ cả tin là sản phẩm 100% tự nhiên mà sử dụng vô tội vạ. Bởi vì nếu như hít phải lâu ngày sẽ tích tụ độc tố và gây hại cho cơ thể. Lời khuyên này cũng thay cho lời chào tạm biệt của chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.